Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online Rồi trong video hôm nay kênh học toán online chia sẻ với các em Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 5 năm học 2020-2021 và các em nhớ đề thi này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Đề thi gồm 2 phần, phần 1 là trắc nghiệm. Phần 2 là tự luận. Rồi đầu tiên chúng ta vào phần 1 trắc nghiệm, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1. A nhỏ hỗn số 6 và 68 phần 1000 viết dưới dạng số thập phân là A B C hay là D. Rồi bây giờ muốn biết đáp án nào là đáp án đúng, các em sẽ viết hỗn số 6 và 68 phần 1000 dưới dạng số thập phân như sau. Phần nguyên của số thập phân chính là phần nguyên của hỗn số tức là 6. Tiếp theo là dấu phẩy. Bây giờ các em sẽ viết phần thập phân như sau. 68 phần 1000. Mẫu số là 1 1000. Điều này chứng tỏ là ở phần thập phân phải có 3 chữ số. Phải có đủ 3 chữ số. Nhưng ở đây 68 chỉ có 2 chữ số thôi. Như vậy các em viết thêm một chữ số 0 vào đằng trước số 68. Sau đó chúng ta đưa vào phần thập phân. Như vậy hỗn số 6 và 68 phần 1000 viết dưới dạng số thập phân là 6,068. 6,068 đó chính là đáp án C em khoanh tròn vào chữ C tiếp theo em sang câu B 14 phần 35 viết dưới dạng phân số thập phân là A B C hay là D Rồi, muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì các em sẽ viết phân số 14 phần 35 dưới dạng phân số tập phân. Các em nhớ phân số tập phân là phân số có mẫu là 10, hoặc là 100, hoặc là 1.000, hoặc là 10.000, vân vân. Tức là bằng cách nào đó các em sẽ đưa phân số này bằng một phân số có mẫu là 10, hoặc là 100, hoặc là ở đây các em nhận thấy muốn đưa phân số 14 phần 35 về phân số có mẫu như đã phân tích. Thì ở đây phân số 14 phần 35 các em phải nhân cả tử và mẫu với một số nào đó để chúng ta được phân số có mẫu là là 100 là 1000 là 10.000. Nhưng ở đây các em nhận thấy 100 nó không chia hết cho 35 .000 không chia hết cho 35 10.000 cũng không chia hết cho 35 như vậy trước khi biến đổi các em phải rút gọn phân số này đã 14 bằng 7 x 2 35 bằng 7 x 5 7 x 2 và 7 x 5 chứng tỏ 14 và 35 cùng chia hết cho 7 do đó các em sẽ rút gọn phân số này bằng cách chia cả tử và mẫu cho 7 Tử số là 14 chia 7 bằng 2. Mẫu số là 35 chia 7 bằng bằng 5. Rồi đến đây. Các em nhận thấy 5 mà nhân với 2 thì nó sẽ bằng 10. Do đó các em sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số 2 phần 5 với 2. Tử là 2 x 2 bằng 4. Và mẫu là 5 x 2 bằng 10. Rồi như vậy là 14 phần 35 bằng 2 phần 5 và bằng 4 phần 10. Do đó, 14 phần 35 viết dưới dạng phân số tập phân là là 4 phần 10. Thì em chọn đáp án B. Tiếp theo em sang câu 2. Số tập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm 50.020 m bằng chấm chấm km là A, B, C, hay là D Rồi muốn biết đáp án nào là đáp án đúng Các em sẽ đổi xem 50.020m bằng bao nhiêu km Cách đổi như sau Các em kẻ bảng đơn vị đo độ dài ra Ở đây chúng ta chỉ dùng đến đơn vị mét thôi Từ km đến mét thôi Như vậy các em chỉ cần viết những đơn vị cần thiết thôi 50.020m ở à, đây mét đề ca mét nó gấp 10 lần mét như vậy đề ca mét kem có thể coi là hàng chục của mét tương tự hecto mét có thể coi là hàng trăm của mét km kem có thể coi là hàng nghìn của mét được chưa 50.020 chữ số hàng đơn vị là 0 kem đặt vào cột mét tương tự hàng chục là 2 kem đặt vào cột đề ca mét hàng trăm là không các em đặt vào cột hectomet còn lại là 50 50.000 nghìn. 50.000 nghìn, em đặt vào cột km Được chưa rồi đổi ra km thì km chính là phần nguyên các đơn vị còn lại chính là là phần thập phân như vậy các em sẽ đặt dấu phẩy ở sau km tức là sau số số 50 50,020, các em bỏ chữ số 0 tận cùng ở phần thập phân đi, thì nó bằng 50,02, viết như thế này cho nó gọn. Rồi 50,02 chính là đáp án D, các em chọn đáp án D. Tiếp theo các em sang câu B, số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, 4000m2 bằng chấm chấm hecta là? A, B, C hay là D Rồi muốn biết đáp án nào là đáp án đúng Các em sẽ đổi 4.000 m2 xem nó bằng bao nhiêu hecta Đổi từ m2 ra hecta Tức là đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn Như vậy các em sẽ lấy số đo chia cho bao nhiêu Muốn biết chia cho bao nhiêu Thì các em đổi xem 1 hecta nó bằng bao nhiêu m2 Hecta ở đây chính là đơn vị hecto mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích. Được chưa? Một hecto mét vuông bằng 100 đề ca mét vuông và bằng 10.000 10 mét vuông. Hai đơn vị liền kề nhau đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé kem nhân với nhân với 100. Ở đây đổi từ hecto mét vuông ra mét vuông kem phải đổi qua đơn vị đo là đề ca mét vuông như vậy 1 hecto mét vuông bằng 100 đề ca mét vuông và bằng 10.000 mét vuông. Như vậy ở đây chúng ta có 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Do đó muốn đổi từ mét vuông ra hecta, đổi từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, các em lấy số đo là 4.000 các em chia cho 10.000 4.000 chia cho 10.000 bằng bao nhiêu? Số 4000 các em có thể viết dưới dạng số thập phân có phần thập phân bằng 0, tức là 4000 bằng 4000,0. 0. 0 mà chia cho 10000 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 4 chữ số. Ở đây số 10000 có 4 chữ số 0, cho nên các em dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 4 chữ số. Thì lúc này dấu phẩy nó sẽ nằm ở đằng trước chữ số 4. Như vậy ta sẽ được kết quả là 0,4 0,4 Ở à đây chính xác là là 0,40 nghìn. 0,40 nghìn mà đằng sau chữ số 4 này. Các chữ số đều bằng 0. Như vậy các em có thể bỏ đi. Các em lấy là 0,4 thôi. 0,4 chính là đáp án A. Các em khoanh tròn vào chữ A. Rồi tiếp theo game em sang câu B. E. Một người đi buôn rau lãi được 280.000 đồng và số tiền đó bằng 10% tiền vốn. Hỏi số tiền vốn của người đó là bao nhiêu đồng? A, B, C hay là D? Rồi muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Ở đây, Người buôn rau lãi được 280.000 đồng và số tiền đó bằng 10% tiền vốn. Tức là 10% tiền vốn là 280.000 đồng. Như vậy, muốn tính số tiền vốn, tức là tính 100% tiền vốn thì đầu tiên các em phải tính 1% tiền vốn bằng bao nhiêu. 1% số tiền vốn là 10% bằng 280.000 đồng. Như vậy 1% thì các em lấy 280.000, các em giảm đi 10 lần. Chia cho 10, gạch đi một chữ số 0. Còn lại là là 28.000 đồng. Rồi 1% là 28.000 đồng. Như vậy 100% số tiền vốn sẽ là bao nhiêu? Số tiền vốn của người đó là 100% nó gấp 1% là là 100 lần. Như vậy các em lấy 28.000 x 100 Được chưa? 1% là 28.000 100% sẽ là 28.000 x 100 Và bằng Bằng bao nhiêu? Bằng 2 triệu 800.000 đồng Nhân với 100 thì em viết thêm 2 chữ số 0 và đằng sau số 28.000 thôi Chúng ta được kết quả là 2 triệu 800.000 đồng 2 triệu 800.000 đồng chính là đáp án B Em khoanh tròn vào chữ B Tiếp theo em sang câu 4. Số dư của phép chia 28,67 chia 9. Và các em chỉ lấy hai chữ số ở phần tập phân của thương. Số dư đó là A là 5, B là 0,5, C là 0,05 và D là 0,005. Muốn biết đáp án nào là đáp án đúng, các em sẽ lấy giấy nháp ra, đặt tính và thực hiện phép chia chia cho 9. Đây là phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Đầu tiên các em lấy phần nguyên các em chia trước. 2 không chia được cho 9, các em lấy 28 chia 9. Các em nhẩm. 9 x 3 bằng 27. 9 x 4 bằng 36. Như vậy 28 chia cho 9 thì nó ước tính chỉ được khoảng 3 lần thôi. 3 x 9 bằng 27. 28 trừ đi 27 bằng 1. Rồi, Chia xong phần nguyên, bây giờ các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó các em hạ chữ số đầu tiên của phần tập phân xuống để các em chia. Hạ 6 xuống ta được 16. Lấy 16 chia 9. 2 x 9 bằng 18. Mà ở đây chỉ có 16. Như vậy 16 chia 9 thì chỉ được 1 lần thôi. 1 x 9 bằng 9. 16 trừ đi 9 thì bằng, bằng 7. Tiếp theo các em hạ 7 xuống. Được 77. 77 chia cho 9 8 x 9 bằng 72 9 x 9 bằng 81 Như vậy 77 chia 9 chỉ được khoảng 8 lần thôi 8 x 9 bằng 72 77 trừ đi 72 bằng bằng 5 Rồi ở đây Người ta yêu cầu em chỉ lấy hai chữ số ở phần tập phân thôi Thì lúc này Ở phần tập phân đã có đủ hai chữ số rồi Như vậy các em sẽ dừng phép chia ở đây và các em tìm số dư. Cách tìm số dư, cách thứ nhất là các em sẽ gióng dấu phải xuống. Dấu phải xuống. Như vậy dấu phải nó sẽ nằm ở vị trí này. Và trước chữ số 5 là các em sẽ viết một chữ số 0 ở đây. Do đó, số dư sẽ là 0 ,05. Được chưa? Rồi, còn cách khác để các em xác định số dư như sau. Các em lấy số bị chia các em trừ đi tích của của thương nhân với số chia, tức là trừ đi 3,18 nhân 9. Bình thường nếu phép chia không dư thì giá trị của biểu thức này nó bằng 0. Còn nếu phép chia có dư thì giá trị của biểu thức này bằng bao nhiêu? Đó chính là số dư. Rồi 3,18 nhân 9 thì nó bằng 28,62. 28,67 trừ đi 28,62 thì nó bằng 0,05. 0,05 chính là đáp án C, các em khoanh tròn vào chữ C. Tiếp theo em sang phần 2 là tự luận. Câu 1, tính bằng cách thuận tiện nhất Câu E 45,6 chia cho 12 Cộng với 1154,4 chia cho 12 Rồi ở đây các em nhận thấy Số chia Ở đây là 12 Số chia ở đây cũng là 12 Cả hai số thập phân đều chia cho 12 Như vậy các em sẽ nghĩ ra ngay Là tính chất chia một tổng cho một số Tổng là A cộng B chia cho C thì các em lấy từng số hạng của tổng chia cho số đó, tức là bằng a chia c cộng b chia c. a chia c cộng b chia c nó giống như là biểu thức này. Trong đó a là 45,6, b là 1154,4 và c là 12, được chưa? Bây giờ các em phân tích ngược lại, các em đưa nó về tổng. Các em đưa nó về tổng là a cộng b chia c. Tức là các em phân tích ngược lại Chỗ này em sẽ đưa nó về tổng là A cộng B tức là 45,6 cộng với B là 1154,4. Rồi sau đó được bao nhiêu chia cho 12. Ở đây chúng ta có thể nhẩm được 1154,4 bằng 1000 cộng với 154 cộng với 0,4. 45,6 thì bằng 45 cộng với 0,6. Được chưa? 0.4 mà cộng với 0,6 thì bằng một đơn vị. Các em nhớ trong đầu là một đơn vị. 154 cộng với 45 thì bằng 199. 199 các em nhớ thêm một đơn vị là bằng bằng 200. 1000 cộng với 200 thì bằng 1200. Được chưa? Lúc này chúng ta có 1000 cộng với 200 này bằng 1200. 1200 mà chia cho 12 thì nó bằng bằng 100. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo các em sang câu B. Tính bằng cách thuận tiện nhất 8,75 nhân với 0,25 và nhân với 4 bằng bao nhiêu? Ở đây khi thực hiện phép tính tính bằng cách thuận tiện nhất mà phép tính chỉ toàn là phép nhân thì các em sẽ làm như sau. Các em cần phải nhớ những phép tính cơ bản như thế này để thực hiện dạng toán kiểu này. 25 nhân 4 bằng 100. 2 nhân 5 bằng 10. 8 nhân 125 bằng 1000. Đây là những phép tính cơ bản các em cần phải nhớ. Cần thiết là các em phải học thuộc. Tại sao chúng ta cần phải nhớ những phép tính này? Các em dựa vào đây để các em nhìn vào vào biểu thức. Chỗ nào mà có có 25 và 4 các em nhóm lại với nhau hoặc là có 2 và 5 các em nhóm lại với nhau hoặc là có 8 và 125 thì em nhóm lại với nhau. Rồi chỗ này có 25 này, dấu phải các em không để ý đi. Chỗ này có 25 và chỗ này có 4 này. Như vậy là các em sẽ sẽ kết hợp dùng tính chất kết hợp, các em sẽ kết hợp 0,25 và 4 lại với nhau. Tức là các em lấy 0,25 nhân với 4 trước, được chưa? 0,25 tức là 25 phần 100 25 phần 100 mà nhân với 4 thì bằng 100 phần 100 tức là bằng 1 8,75 mà nhân với chỗ này là bằng 1 này. Được chưa? 8,75 nhân 1 thì bằng bao nhiêu? Bằng 8,75 thôi, rất là dễ, rất là nhanh luôn. Rồi tiếp theo các em sang câu 2 tìm x. Câu A e là x nhân 17 trừ đi 29,8 bằng 13,72. Rồi ở đây Muốn tìm x thì trước hết là các em phải tìm x nhân với 17 trước. Tạm thời các em tìm xem x nhân với 17 nó bằng bao nhiêu, sau đó các em mới tìm x. Được chưa? Các em có đồng ý không? Ở đây cả cái cụm x nhân với 17 này, chúng ta coi như là một số bị trừ. Muốn tìm x nhân 17 bằng bao nhiêu, tức là các em tìm xem số bị trừ nó bằng bao nhiêu. Số bị trừ thì bằng hiệu cộng với số trừ. Đây là kiến thức cơ bản từ chương trình môn toán lớp 2. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có là x nhân 17 này, tức là số bị trừ này nó bằng hiệu là là 13,72 này cộng với số trừ tức là cộng với cộng với 29,8 này. Rồi bây giờ các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 2 hạ xuống này. 7 cộng 8 bằng 15 viết 5 nhớ 1. 3 cộng 9 bằng 12 thêm 1 là 13 viết 3 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 là 4. Dấu phẩy của tổng em viết thẳng cột với dấu phẩy của hai số hạng. Rồi như vậy là bằng 43,52. X nhân 17 bằng 43,52. Đến đây thì em mới tìm x và đến đây thì em tìm x nó dễ rồi. X là thừa số, 17 là thừa số, 43,52 là tích, được chưa? Muốn tìm x tức là tìm thừa số. Các em lấy tích là 43,52 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 17. Rồi 43,52 chia cho 17 thì nó bằng bao nhiêu? Rồi 43,52 chia cho 17 thì đầu tiên các em lấy phần nguyên các em chia trước. Lấy 43 chia cho 17 thì các em nhẩm nó khoảng được được hai lần. 2 nhân 17 bằng 34. 43 mà trừ đi 34 thì bằng bằng 9. Tiếp theo là các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó các em hạ chữ số đầu tiên của phần tập phân xuống, tức là các em hạ 5 xuống. Được 95. Lấy 95 mà chia cho 17. Ở đây để dễ nhẩm thì 17 các em làm tròn thành 20. Sau đó các em nhẩm này, cách ước lượng này. Lấy hàng chục chia cho hàng chục. 9 chục mà chia cho, cho 2 trục thì nó ước tính được khoảng khoảng 4 lần, 4 x 2 bằng 8, 5 x 2 bằng 10, khoảng 4 lần. Nhưng khi em lấy 4, em nhân ngược lên, lấy 4 nhân ngược lên, sau đó em lấy 95, em trừ đi kết quả đó, thì em sẽ được một số dư nó lớn hơn 17. Em nhớ là số dư bao giờ cũng phải bé hơn số chia. Nếu số dư mà lớn hơn số chia Thì các em sẽ ước lượng lại Tức là các em tăng thương lên một đơn vị Các em không lấy 4 nữa, các em lấy 5 5 x 7 bằng 35 35 chữ 35 bằng 0, viết 0 nhớ 3 5 x 1 bằng 5, thêm 3 là 8 Và 9 chữ 8 bằng, bằng 1 Tiếp tục các em hạ 2 xuống Được 102 102 chia 17 thì các em ước tính được khoảng bao nhiêu? 6 lần. Đây 10 chục mà chia cho 2 chục thì được được 5 chục. Các em làm tương tự nhưng khi lấy 5 các em nhân lên. Sau đó lấy 102 trừ đi kết quả các em vừa nhân thì nó sẽ được số dư lớn hơn 17. Do đó các em sẽ tăng thương lên một đơn vị các em lấy 6. 6 x 7 bằng 42. 42 trừ 42 bằng 0 viết không nhớ 4. 6 x 1 bằng 6 thêm 4 là 10, 10 trừ 10 bằng 0. Rồi như vậy x bằng 2,56 này x bằng 2,56 Tiếp theo các em sang câu B Khốn số 7 và 5 phần 10 nhân với x bằng 8 nhân với 7 và 5 phần 10 Câu này rất là dễ luôn các em nhé Các em áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân A nhân B thì bằng bằng B nhân với A 7 và 5 phần 10 nhân với x bằng 8 nhân với 7 và 5 phần 10. Như vậy x ở đây sẽ là sẽ là 8 thôi. 7 và 5 phần 10 nhân 8 bằng bằng 8 nhân với 7 và 5 phần 10, đúng không? Như vậy ở đây các em suy ra x bằng 8. x bằng 8. Các em áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân. A nhân B bằng B nhân A. Rồi tiếp theo các em sang câu B Tìm số tự nhiên y Biết 16 và 5 phần 10 Bé hơn y và y lại bé hơn 18 Và 1 phần 3 Ở đây các em hiểu này Hỗn số 16 và 5 phần 10 5 phần 10 nó bé hơn 1 tức là nó chưa được một đơn vị tử số bé hơn mẫu số 5 phần 10 nó chưa được một đơn vị nếu nó được một đơn vị thì 16 cộng 1 bằng 17 ở đây nó chưa được một đơn vị tức là cái hỗn số này nó chỉ lớn hơn số 16 một tí thôi cái hỗn số này nó lớn hơn số 16 được chưa hỗn số 16 và 5 phần 10 này nó bằng 16 cộng thêm 5 phần 10 tức là nó lớn hơn số 16. Và đồng thời 5 phần 10 này nó chưa được một đơn vị. Cho nên cái hỗn số này nó sẽ bé hơn số 17. Số 17 lại bé hơn số 18. Số 18 lại bé hơn hỗn số 18 và 1 phần 3. 18 cộng thêm 1 phần 3 nó lớn hơn hơn 18. Rồi như vậy. Y nó nằm trong khoảng hai hỗn số này. Lớn hơn hỗn số thứ nhất bé hơn hỗn số thứ hai ở đây chúng ta có 17 và 18 Thỏa mãn điều đó Y là số tự nhiên mà Em lấy 17 và 18 Vậy số tự nhiên Y là Y bằng 17 và Y bằng 18 Rồi tiếp theo em sang Câu 4 Lãi suất tiết kiệm là 0,85% một tháng Một người gửi tiết kiệm là 12 triệu đồng Hỏi sau một tháng người đó thu về cả tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng? Thì đầu tiên chúng ta tóm tắt bài toán này. Một tháng lãi suất là 0,85%. Tiền gửi là 12 triệu đồng. Như vậy người ta hỏi sau một tháng người đó thu về tất cả là bao nhiêu tiền? Cả tiền, tiền gửi và tiền lãi. Thì đầu tiên các em tính tiền tiền lãi trước bởi vì chúng ta biết tiền gửi rồi. Tiền gửi là 12 triệu đồng. Bây giờ các em tính xem tiền lãi bằng bao nhiêu. Muốn tính tổng số tiền người đó thu về thì các em lấy tiền lãi cộng với tiền gửi. Được chưa? Rồi đầu tiên chúng ta tính số tiền lãi sau một tháng là Tìm số tiền lãi tức là các em tìm 0,85% của 12 triệu bằng bao nhiêu? 0,85% của 12 triệu bằng bao nhiêu? Muốn biết 0,85% của 12 triệu bằng bao nhiêu thì các em tìm 1% trước. Các em lấy 12 triệu, các em chia cho 100 thì các em tìm được 1%. 0,85% thì các em nhân với 0,85, lấy 1% nhân với 0,85. Được chưa? Rồi, sau khi tính thì các em tính được kết quả là 102.000 đồng. Số tiền lãi sau một tháng là 102.000 đồng. Như vậy, sau một tháng người đó thu về cả tiền gửi và tiền lãi là Tiền gửi là 12 triệu cộng với tiền lãi là 102.000 Thì sẽ thu về được số tiền là 12 triệu 102.000 đồng Và ở đây chúng ta có đáp số là 12 triệu 102.000 đồng Rồi ở đây các em có thể giải bài toán này theo cách thứ hai Tức là các em tìm xem tổng số tiền gửi và lãi nó chiếm bao nhiêu phần trăm số tiền gửi ở đây số tiền gửi các em coi là 100% số tiền lãi là 0,85% rồi như vậy ở đây các em sẽ giải bài toán này theo cách thứ hai như sau sau một tháng tổng số tiền gửi và và tiền lãi chiếm ở à đây số tiền gửi chiếm 100%, số tiền lãi chiếm 0,85% số tiền gửi. như vậy tổng số tiền gửi và lãi chiếm 100 cộng với 0,85 thì bằng 100,85% số tiền gửi. tổng số tiền gửi và lãi chiếm 100,85% số tiền gửi. được chưa? như vậy sau một tháng người đó thu về cả tiền gửi và tiền lãi là. kem tìm 100,85% số tiền gửi là bao nhiêu? em biết rồi số tiền gửi là 12 triệu như vậy các em tìm 100,85% của 12 triệu xem nó bằng bao nhiêu đầu tiên các em tìm 1% của 12 triệu đã lấy 12 triệu chia cho 100 các em tìm được 1% các em tìm được 1% rồi ở đây là 100,85% thì các em nhân với 100,85 lấy 1% nhân với 100,85 thì chúng ta được là 12 triệu 102 nghìn đồng và ở đây các em có đáp số là 12 triệu 102 000 đồng. Rồi tiếp theo các em sang câu 5. Tìm x, viết x là số tự nhiên. 2,5 x, x bé hơn 10. Rồi, ở đây các em biết là x là số tự nhiên đúng không? X là số tự nhiên như vậy x bằng 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các em thay lần lượt từ 1 đến 2 đến 3 đến 4 đến 5. Sau khi tính kết quả nó bé hơn 10 thì em lấy Vì x là số tự nhiên Cho nên nếu x bằng 1 Thì 2,5 x 1 sẽ bằng 2,5 2,5 bé hơn 10 các em lấy X bằng 2 thì 2,5 x 2 2,5 x 2. 2, 2 bằng 5 5 bé hơn 10 các em lấy Nếu x bằng 3 Thì 2,5 x 3 2,5 x x lúc này là 2,5 x 3 bằng 7,5 7,5 bé hơn 10 em lấy nếu x bằng 4 thì lúc này chúng ta có 2,5 nhân x sẽ bằng 2,5 x 4 2,5 x 4 bằng 10 ở đây chúng ta chỉ lấy bé hơn 10 thôi bằng 10 các em loại như vậy là x thỏa mãn điều kiện của bài toán là 1, 2 và 3 vậy các em kết luận là x bằng 1, x bằng 2 và x bằng 3 rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và các em có thể xem toàn bộ video về ôn tập học kỳ 1 của môn toán lớp 5 được đặt trong phần danh sách phát toán ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 ở cuối video này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.